Gấu con, mẹ bảo dậy ăn sáng rồi đi học mà con. Mẹ ăn sáng đi mẹ. Sáng rồi mẹ. Sáng lâu lắm rồi, mẹ gọi con từ nãy giờ mà con vẫn còn ngủ. À mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu cái gì cho con ăn sáng đây? À, mẹ con nấu món phở bò đấy, con có thích ăn không? Không, con chỉ thích ăn sáng bằng kẹo thôi, con muốn ăn kẹo cơ. Không, ai lại ăn sáng bằng kẹo? Ăn kẹo thì không đủ chất dinh dưỡng đâu con ạ. Con không ăn phở đâu mẹ ạ, con chán lắm rồi. Hay là bây giờ mẹ đưa cặp sách con đi học, xong mẹ đưa thêm tiền cho con, để con tự đi ăn sáng mẹ nhá. Ừ, thôi cũng được, mà con cứ kì kèo như thế này là muộn học đấy. Thôi để mẹ lấy cặp sách cho con nhé. Vâng ạ. Đi mình đi mua kẹo ăn gì. Ơ, gấu con lại ngủ được rồi. Đi học đi con, nhanh đi, muộn học rồi. Đi đi mua đâu mẹ? Mẹ để trong cặp rồi đấy. Vâng, hai con học đây. Yeah. Con chào mẹ đi học ạ. À. Đi học ngoan về sớm nha. Vâng. Cuối cùng cũng đã được về, yeah. Nhưng mà sáng mẹ cho tiền mình đi ăn sáng, mà mình đi muộn quá không kịp ăn sáng. Bây giờ đi học về rồi, tiền thì đi mua đồ ăn thôi, mua kẹo ăn thôi, yeah, kẹo yêu thích của mình. Mẹ cứ bảo mình ăn không đủ dinh dưỡng, mình ăn có bị làm sao đâu, bằng ấy nguồn, còn ngon no ngọt nữa. Yeah. Mình vừa mua kẹo xong, lấy ra ăn thôi. Oh. Bánh. Ui. Ồ, kẹo của mình. Để cặp ở đây. Đấy. Ui, nhiều quá. Kẹo dâu tây. Ăn bánh bì cà chua. Ui. Ăn ngon thế này mẹ bảo không đủ chất dinh dưỡng. Ngon quá. Con bò kia nhá. Tao biết thừa. Mày lại đi ăn của tao gì? Đi cho con chơi. Thôi miếng bánh đi. Ồ bánh. Quên mất chưa bóc. Thèm quá. Bánh kẹo ngon thế này à? Mai mình không ăn phở nữa. Mẹ xin tiền mẹ đi ăn sáng để mua bánh kẹo ăn. Thôi, gần hết rồi. Cầm về, đi ăn tiếp. Thôi mẹ. Wow. Con chào mẹ con đi học về ạ. À. Con đi học về rồi à? Vâng. Mà gấu con lấy tiền đâu ra mà mua bánh kẹo ăn đấy? À, sáng mẹ cho con tiền đi học đây. Hay là con mua con để dành, con mua bánh kẹo con ăn đây. Mai con có hoàn phổ đâu mẹ ạ. Mai mẹ lại cho con tiền con lên trường mua bánh kẹo nha mẹ nha. Nhưng mà ăn bánh kẹo nhiều là không tốt đâu. Ăn xong thì phải đánh răng chứ con. Ở trên lớp ấy, đâu có kem đánh răng đâu mẹ à. Đánh kiểu gì, con để tôi đánh cả thể cho nhanh. Đỡ tốn kem đánh răng của mẹ. Như thế không được đâu con ạ. Con phải ăn đa dạng thực phẩm thì mới đầy đủ chất dinh dưỡng, mới cao lớn và khỏe mạnh được. Thôi, con cất cặp sách đi để mẹ mang bánh ra cho ăn nhá. Bánh rồi mẹ. Vâng. Yeah. Đây là bánh bông lan mật ong. Đây con ăn đi. Đâu có xem rồi nào. Ui, mẹ cho in mật ong đi. Nhưng mà cho thấy là đủ ăn rồi con ạ. À. Mật ong ngọt lắm đấy. Không, con muốn ăn mật ong nhiều cơ. Thôi để con lấy mật ong cũng cho vào. Mật ong. Yeah. Yeah, yeah. Phải nhiều ăn mới ngon chứ. Đấy, đấy. Đồ đeo. Này, gấu con ơi, mẹ dặn này. Dạ. Con ăn xong chiếc bánh này thì đi đánh răng nhé con nhá. Vâng ạ. Nhớ là phải vệ sinh răng miệng thường xuyên, không là sẽ bị đau răng đấy. Vâng. Thôi con ăn đi. Vâng, con ăn. Mày nói gì thế nhỉ? Thôi kệ, cứ ăn á. Wow, mật ong còn đang chảy này. Ngon quá. Ngọt thật đấy. Ngon thật đấy.
Thôi mình đi ngủ, nửa quá. À, mình vừa kẹo. Mình sẽ vừa ăn kẹo vừa ngủ. Để đây, ăn cái này em. Mình phải nhét mấy cái ăn mới ngon. Thôi đi ngủ. Dạ. Con đã đánh răng chưa? Con tí nữa con đánh mẹ, con chưa ăn xong. Ừ, ăn xong nhớ phải đánh răng nhé con nhé. Vâng. Thôi mẹ đi làm đây, đố con ở nhà ngoan nhá. Vâng. Con chào mẹ nhé. Sao hôm suốt ngày mẹ bảo mình đánh răng nhỉ? Mình dạy gì mà đánh răng? Đánh răng thì nó trôi hết bánh kẹo trong mồm mình đi. Hết mất hết vị ngon. Mình không đánh răng để trong mồm suốt ngày có kẹo ăn. Thôi ngủ chấp. Trời đau răng đấy nhở. Mình không ăn gì đâu. Mẹ ơi đau răng đấy mẹ ơi. Alui sưng hết cả mặt lên rồi. Đau thế này. Ôi răng của mình. Mẹ ơi trời đau răng đấy mẹ ơi. Đố con làm sao đấy? Con bị đau răng. Sao mẹ làm giờ mới về? Ôi sưng hết cả mặt lên rồi. Có đau lắm không con? Quá mẹ à. Ôi được rồi, để mẹ đưa con đi bác sĩ nhá. Vâng. Đi nhanh lên nào. Ta chính là bác sĩ voi nha khoa. Kiểm tra lại dụng cụ cái nào. Máy đo nhiệt độ này, nước sát khuẩn này, thuốc này, cồn nữa. Nhìn nào, trật tự nào, đến nhà bác sĩ rồi. Bác sĩ voi ơi, bác sĩ voi có nhà không? Ồ, mẹ con nhà gấu đi đâu đây? À đây, bác ra mở cửa rồi này, đi vào đi con. Con đây nào, rồi trật tự đi con. À bác sĩ voi ơi, gấu con nhà tôi nó bị đau răng bác ạ. Đây này, sưng hết cả má rồi. Bác khám rồi cho thuốc cho cháu ấy đỡ đau nhá bác nhá. Rồi, gấu con ở đây bác khám cho nào. Đây con vào bác ấy khám nào. Nào, để bác đo nhiệt độ cho nào. Chắc là đau quá nên là phát sốt đây mà. Rồi, há miệng ra nào. À nó to ra, nó to ra đấy. Đấy. Ôi dồi ôi, sâu hết cả hàm răng thế này rồi. Ở nhà mẹ cho ăn cái gì mà sâu hết răng rồi đây này? Cháu nó ăn kẹo bác ạ, nó chỉ thích ăn kẹo thôi. Ôi. Ô bác sĩ ơi, cháu có ăn sâu đâu, cháu chỉ ăn kẹo thôi mà. Sao mồm cháu có sâu được? À, là do cháu ăn kẹo quá nhiều, lại không chịu vệ sinh răng miệng. Lâu ngày có vi khuẩn, nó hóa thành sâu răng đấy mà. Ui đau quá bác ơi. Thôi bác kết thúc kiểu gì, chối khỏe cháu ăn kẹo. Chứ đau thế này cháu chả ăn được gì hết. Mà cháu phải ăn kẹo nữa. Không được đâu. Cháu phải hạn chế ăn kẹo thôi. Sau khi ăn xong thì phải nhớ đánh răng, vệ sinh răng miệng đầy đủ thì mới hết sâu răng được. Thôi để bác kê đơn cho thuốc về chịu khó đánh răng nhá cháu nhá. Vâng ạ. Đây thuốc của cháu đây. Về nhớ uống thuốc đúng giờ nhá. Vâng. Ôi cháu về bác nhá. Cháu cảm ơn bác. Không có gì đâu. Đấy gấu con thấy chưa? Mẹ dặn là phải nghe lời mẹ chứ. Ăn ít bánh kẹo thôi. Và nhớ là phải đánh răng thường xuyên con nhá. Vâng. Thôi đi về nhà nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.